thiết kế khi các bác chưa biết mình nhận lại được những gì và xem hết video này để thấy Kisato phục vụ cho khách hàng những gì nhá các bác sẽ nhận được một cái phối cảnh để thấy được cái chi tiết trang trí cái màu sơn cái hệ mái cái hệ cửa của công trình của mình như thế nào để chúng ta không thể tiếc nuối khi mà chúng ta đang xây dựng mà phải chỉnh sửa nhé. Đặc biệt hơn là giúp các bác đặt được cái ngôi nhà trên cái vị trí nào trên cái mảnh đất. Hơn thế nữa các bác dễ sẽ hình dung về cái công năng sử dụng phía bên trong nhà. Đặc biệt là vừa có thể biết về kích thước, về cái cách đi lại bên trong nhà Từ tầng 1 đến tầng 2 Giống như cái công trình mà bên em đang thiết kế cho anh Công tại Kim Thành Hải Dương ở đây các bác ạ Rất dễ trong cái việc hình dung Không chỉ là về cái phối cảnh Không chỉ về công năng mà các bác còn biết về cái diện tích Về cái móng, về cái sắt sử dụng trong công trình của mình Rất dễ trong việc gọi vật liệu và dự toán nhá Thì nếu các bác thấy bản vẽ thiết kế bên em đầy đủ Thì đừng ngần ngại liên hệ ngay bên em để được tư vấn ạ